Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Toyota Camry 2019 đã được nhập khẩu chính hãng, chờ ngày ra mắt tại Việt Nam. Những chiếc Toyota Camry nhập khẩu chính hãng đầu tiên đã cập bến Việt Nam trước khi sẵn sàng ra mắt khách hàng vào giữa quý 2 tới. Trên trang mạng xã hội của một đại lý Toyota đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên về những chiếc Camry 2019 được nhập khẩu từ Thái Lan. Theo đó, những chiếc xe này là hai phiên bản được nhập về để làm hàng mẫu cho nhân viên học sản phẩm, chứ chưa phải để bán. Một chiếc màu đen là bản cao cấp nhất 2.5Q và bản còn lại là 2.0G màu trắng. Cũng theo nhân viên bán hàng cho biết, dự kiến Toyota Camry 2019 nhập Thái Lan sẽ được mở bán ra từ tháng 4 năm 2019 với giá dự kiến khoảng 1,6 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn so với bản cao cấp nhất hiện nay của phiên bản đang được bán ra tại Việt Nam khoảng 300 triệu đồng. Về cơ bản, những chiếc Camry nhập khẩu từ Thái cũng có ngoại và nội thất giống phiên bản nhập Mỹ nhưng sẽ thiếu đi một số trang bị. Toyota Camry 2.5Q 2019 được trang bị động cơ 2,5 lít, 4 xi lanh công suất 203 mã lực và mô men xoắn 249 Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Trong khi bản 2.0G chỉ dùng động cơ 2.5 công suất 165 mã lực và mô men xoắn 199 Nm. Tại Việt Nam, Toyota Camry hiện đang được bán ra với 3 phiên bản 2.0E, 2.5G và 2.5Q với giá bán từ 997 tới 1 tỷ 302 triệu đồng. Việc Toyota Camry chuyển sang nhập khẩu là hoàn toàn có khả năng, tuy nhiên giá xe cũng sẽ vì thế mà sẽ cao hơn. Trước đó, chiếc Toyota Camry nhập Mỹ tại Hà Nội qua một đại lý nhập khẩu tư nhân đã có giá lên tới 2,5 tỷ đồng. Mặc dù giá rất cao, nhưng hiện nay xe đã có chủ nhân. Những nâng cấp mới trên Toyota Camry 2019 đã được hé lộ trong một sự kiện dành cho nội bộ Toyota Việt Nam. Theo đó, chiếc Toyota được chụp trong hình là phiên bản 2.5Q, với phần đầu xe đã được thiết kế lại hoàn toàn với phần lưới tản nhiệt mới, nhỏ hơn dạng hình chữ V và mở to dần xuống cản xe. Đèn định vị ban ngày mới, đặc biệt riêng đèn sương mù, được đặt chìm trong cản trước khá gọn gàng, khiến tổng thể đầu xe trông nuột nà hơn. Xe được trang bị la răng đa chấu 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện kèm xi nhan, nhưng không rõ có cảnh báo điểm mù như bản ở Mỹ hay không. Ở phía bên hông xe có một đường gân chạy xuyên suốt từ đầu xe tới cuối xe, khác biệt so với những mẫu Camry hiện tại. Ở phía đuôi xe, đèn hậu LED được thiết kế đi kèm dải đèn LED định vị sắc nét và ấn tượng hơn, đi kèm đèn lùi dạng LED. Đặc biệt, xe được trang bị ống xả kép giúp xe trông cân đối hơn và thể thao hơn so với bản Camry XLE nhập khẩu từ Mỹ. Nội thất của xe bọc da với phần tablo được thiết kế với đường uốn lượn khá mềm mại, tạo điểm nhấn đặc biệt, đi kèm ốp gỗ ở phía ghế phụ. Xe được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch với hệ thống giải trí Toyota Tune 3.0 với giao diện đơn giản và dễ dùng. Vô lăng bọc da 3 chấu tích hợp các phím công năng đi kèm đồng hồ hiển thị dạng tròn và một màn hình điện tử hiển thị thông số khác. Trên phiên bản nhập Thái không có xây ghế như phiên bản nhập từ Mỹ nhưng lại có ghế nhớ hai vị trí. Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa sổ trời. Mặc dù giá sẽ cao hơn, nhưng sự cố gắng của Toyota trong việc nâng cấp mẫu xe này thể hiện nguyện vọng đem những sản phẩm tốt nhất tới cho người tiêu dùng. Các bạn đang xem video trên kênh Đa Dòng Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.